nhà. Chào cả nhà. Bắt cá kiểu độc lạ. Hằng xin chào buổi xế chiều cả nhà. Hiện tại bây giờ là tầm khoảng 2 giờ chiều cả nhà. Bữa nay nước cạn nhiều rồi. Bờ nó nổi lên nhóc hết trơn luôn. Đây, từ từ xả ra coi. Trời, cột cái cọng ấy vô coi. Không biết ông Sáu nghĩ sao mà ông chế được gì cũng hay. Có nghĩa là mình kéo cái sợi dây này nó lướt qua ấy phải không? Cái kia nó đánh gì nè, con cá nó đụng sợi dây này là nó tưng tưng cái nó giật mình cái nó chúi xuống. Dụng cụ mới của ông Sáu nghe cả nhà, không có phải đẩy côn mà bữa nay gọi là kéo dây. Cái gì? Kéo dây bắt cá. Một cách bắt cá mới của ông Lúa ông Tháp. Có 102 à. Một cột luôn cũng dây kia hay hơn. Cái chài cũ của mình nè, ba tận dụng. Lấy mấy cái chì nè. Đâu mà có. Đây nè. Đúng rồi, cái làm cái đó là phải dây luôn. Thì đó. Không vậy cho nó chìm này xuống chứ. Phải rồi. Đúng cái nữa. Bữa nay đã đi bộ hết, nè, không có ai ngồi trên xuồng. Đó. Giờ cái này là anh chìm xuống đó, thấy không? Là hai bên luôn hả ba? Đâu còn cái mặt đằng nữa đâu. Rồi, Út chuyện đi dài qua bển luôn đi. Chấm. Đi đi. Còn cái này cột rồng này. Chấm. Rồi. Bị cái... Rồi đi. Cầm dây nó hơi bị quấn. Cái này cái vợ lội xịn luôn đi ta. Ừ? Dài dây là nhiêu? Cái chiều dài này hồi sớm không 65 mét. 65 mét hả? Căng ra hết không trời? Mình còn cái tùng nữa chị, đâu phải là đi cái tùng thẳng tới đâu, lấy cái tùng sao giống như mình kéo lưới vậy đó. Bữa nay mình lội vậy đó hả ba? Bữa nay con vô rồi ba, con còn đi sát cái bờ đê đó mà ba. Bữa nay vô rồi. Không thẳng đi chứ sao. Chịu khó đi chứ. Bữa nay không có được ngồi trên xuồng nữa mà. Dạ Quyền ơi. Đi theo. Mà sợ một mình nên ông bắt không kịp á. Đi là con đi ở đâu? Con đi căng chân chính giữa hay sao? Đi theo ba kìa. Đi theo ba hả? Quá rồi. Vậy là anh Nguyễn với anh Giang kéo hả? Còn ba bắt cá hả? Đi dây theo nha. Con đi theo ba phải không? Chậm thôi, đi chậm đó. Chưa, từ từ. Mà đi chậm nó mới đi quá nó phình lên. Cái nơm, còn cái thùng này thì ba cột vô mình rồi. Ủa cái này thấy cá chúa giống như con không ba? Bữa nay buổi chiều hôm nay trời rất là đẹp. Nước hơi bắt cá anh chứ. Cá chuối kìa ba. Cá chuối. Cái gà. Cạn cá nó chạy nó không chịu chúi, phải nó phải chúi rồi nó bắt được, tại vì nó khi nó chúi xuống sình là nó nằm im. Chạy không
có cá đó, thấy không? Cá gì? Cá rô phi. Cá lóc. Con cá lóc đầu tiên. Bữa nay cái thùng để cá của mình cũng mới nè. Dạ. Tiếp tục cá lóc. Một quần hương nè ba. Vinh, cá lóc mà. Còn vụ đã. Cá lóc bự mày ơi. Thiết kế mới cùng sao qua dữ. Bắt cá lóc không à? Dụng cụ chiên bắt cá lóc. Ủa nước rút. Cái này đợi chú Út vô nữa là đội hình chuẩn lại là bắt dữ lắm luôn á. Không chạy rồi. Cái tìm cá chuối á mình úp nó dính, còn cá nó chạy là mình úp không được. Tại vì bản chất con cá nó ba bự lắm ơi. Nó chuối xuống sình ở dưới đây là sình cả nhà. Cái chuối cái này là mềm à. Tại vì có nhiều anh chị, cô chú anh chị chưa có hình dung được là nó như thế nào, kể cả cái kiểu đẩy côn luôn. Là mình tìm cách cho cá nó chuối, cái lúc mà mình mò bằng tay không cũng vậy, giảm dấu được cũng vậy đó. Mình làm cho cá nó chuối là mình rất là dễ nhất. Vinh. Bự không? Cá lóc không ông ơi. Cá lóc không ông ơi. Đó là người ta hay nói, mọi người hay ví von một câu á cả nhà là cá ở trong lưu, cá ở trong lưu nó bắt còn khó hơn cá ở ngoài ruộng ngoài sông, là có thật đó cả nhà. Tại vì khi mà con cá nó ở trong lưu nó đâu có chuối được, cái lưu ở đâu có sình đâu chuối, còn mà ở ngoài sông ngoài ruộng nó có chỗ nó chuối, khi nó chuối là mình bắt rất là dễ. Kịp á cả nhà, chứ bây giờ là chia đội hình ra là cứng khừ và mừ luôn đó. Hai người kéo, hai người bắt.
Bữa nay là lấy hàng đi bộ nha cả nhà, cho nên là cái máy nó hơi bị rung. Luôn. Nãy giờ toàn cá lóc không à, không có cá gì khác ngoài cá lóc hết. Ủa ba, cái dụng cụ này chuyên bắt cá lóc hả? Bắt cá lóc chuyên gia. Ok thôi. Đó. Đây. Rồi, bữa nay la nữa rồi. Chị cháu nắng bao không thấy cháu nắng dưới này, dưới này cá lóc bự, mình chịu khó đi vô đường này nó đi rồi. Có cái nôm khác, có thêm cái nôm nữa. Wow. Cá lóc chuối mà nó chạy thôi à. Cạn quá cạn rồi. Ở đâu? Đó Út. Gì? Vô không trời. Cái gì ba? Cái gì vậy? Cá phi là cá phi là cá phi máy mà. Cá phi. Con cá phi đầu tiên mà bự cho bé luôn. Đi. Một cái bờ ngang này hả là cả 100 mét á, chứ đâu có ít đâu. Hơn nữa. Thấy hàm quá. Không ngờ bữa nay không uổng công loại heo rồi. Kệ không thẳng lại, chậm chậm cho cái thằng nó theo. Không, nhưng mà ba đi chậm thì cá nó không chuối. Đi bình thường đi, con tự đi theo được. Mọi người đi bình thường đi, con tự đi theo được. Vớt nó liền ba. Cá lóc nữa Giang ơi. Thành công rồi.
thành công rồi, đưa sản phẩm này ra thị trường bán luôn. Ông ơi, Út không có cái nơm đem bắt lại. Dính rồi, dính rồi. Cá phải dính như vậy nè. Ôi, dữ lắm cá lóc bự. Ở là trời cá lóc. Nước nước sắt xuống quá cá rồi. Cá lóc bự luôn. Con cá vô luôn. Bớt la lại, bớt la lại. Đây tới khúc còn biết bao nhiêu cá mà la, chắc mắc tiếng luôn á. Dướng dây. Cái bốn tay không bắt được cái lóc chà bá luôn trời. Đâu? Út ơi, cá lóc nữa không? Cá phải bắt về nè. Cá lóc nữa rồi, cá lóc nữa rồi. Nguyễn dính không? Nó cắm cái thùng rồi. Nữa rồi, nữa rồi, bên đây chú quá trời bên đây rồi. Ôi ôi. Hiện tại bây giờ đang còn một thanh niên, một cameraman phục vụ cái gì chứ không phải là camera của mình. Chưa tới dây hả? Chưa tới dây mà. Chưa tới dây chú rồi. Kìa trời ơi, dữ lắm ơi. Cá lóc luôn á, đảm bảo luôn. Qua cái nơm qua ba. Chưa tới dây. Tới rồi đó, ngay đó. Dây tuốt trên nè, anh Nguyễn kéo tuốt trên nè, dây kéo tuốt trên nè. Trời trời, cá lóc không? Cái này họ kéo lại quần nữa đi. Thịt biết thấy ham. Nó đang chạy là mình phải có nơm mới được. Chuối nữa kìa. Giờ là mình tới cái mé hầm đó là một cây số rồi đó, nãy đi 1000 mét rồi. Nè, cá lóc nữa rồi. Đưa nó, đưa nó. Mẹ đem cái nơm ra kìa, mình lấy sát mấy hầm mình lấy. Không có rồi.
này mình còn đi ra nữa chị, đi quận ra cái dây kế bên nữa, dây nào cũng đi. Vậy thôi số cá vô cái bao cho mẹ đem về trước đi. Rồi số cá vô nha. Hai dây số cá hả? Rồi đợi. Ra đi mới banh bò. Mấy cái phi chậm nẹt đi. Chút nữa mình đừng bắt cá phi luôn sao ơi. Bắt cá lóc không đi. Bắt lóc không đi đừng bắt. Cá phi với cá gô nó cũng vô vớn mình trơn à, yên tâm đi. Trời ơi, con chưa hết. Lụm lấy tay lụm vô. Này mình hoạt động gần gần nhà mình không à, nó nhà không biết đâu chứ. Tôi bích mà đâu dám đi đâu. Mới có hai gì đó. Ôi giời ơi, rất ngon rồi. Như độ 2 kg 3 kg rồi đó. Như chắc 3 kg thôi nè. Đó cả nhà. Bây giờ mình đưa cho mẹ trở về gọng trước nha, rồi mình tiếp tục. Cái gì mà trời. Đó không đã. Nãy giờ con lao cũng chết luôn, bây giờ con mới kêu mẹ đem nước lại đó. Về thả cái ao trắng trước cho nó. Rồi, cho tỉnh mày được cái xịn này. Cái nước có nước nó nhả xịn. Ôi bình nước con không? Chú Út lại có con cá chọi cũng chết. Chú Út nãy bắt con cá dữ lắm bự mà. Dạ hả? Có con bự nhất đó hả? Trời ơi, có má thanh trầu này khen biết nha nó. Này mà có anh ôm thấy chú bắt cá bự cho thấy. Ừ. Bỏ cái này đi. Bỏ đây gì nữa. Mời cả nhà uống trà đá. Wow. Uống nước vô rồi. Là nữa được rồi. Chưa khoan từ từ mọi người đợi con với. Sáu kéo thùng hay vậy? Làm gì cũng được hết mọi người. Miễn sao mình cảm thấy vui là được rồi. Bây giờ cái gì cái niềm đam mê là săn bắt cá rồi. Chương lại cái thùng nha. Cá kia mẹ đem về rồi. Kìa. Chưa chuối nữa. Rồi. Dính nào dính nào đảm bảo luôn. Chuối cái này. Để chú bắt cho mình xem. Trời, cá nhỏ. Chạy dữ ha. Trời sao lớn mà nhỏ. Cá ú rồi. Bạn cá nãy mới đã tay. Chạy ngồi xuống dây chuối à. Trời ơi, ta kiếm mà. Cá này chuối mà. Sao quá. Quá đã. Nó bự không?
bữa nay là con là lội theo sức của chú Út nha, chừng nào chú Út mệt con mới mệt á. Không, ý là con nói là chừng nào chú Út kêu nghỉ con mới nghỉ đó. Nó không con đi hoài vậy đó. Ba ba trước mặt ơi, chú rồi tin nè. Đó. Út dính rồi không? Út dính luôn không kiều trơn à. Chuối đâu mà chuối. Có tim mà. Cá lóc nhỏ xíu à. Trời ơi, cá lóc kìa. Nó nhỏ. Chị về bắt phụ được chú nữa rồi vậy kìa chú bên kia kìa. Ghê à. Bị cái gì bọc hay gì? Dưới nó bọc mày vậy á. Không có mình bỏ đi, mình đi tới đi. Đó. Ủa có chuối mà. Cái chà, đây mấy thằng bị chát hai tim rồi. Quá hấp dẫn quá kịch tính cả nhà ơi. Cá nhiều nữa, biết nào mệt. Biết nào cá lắm bự hơn là nó cũng phải có cái kinh nghiệm. Đi ngay là quản nha, không cá ơi chuối đi. Mở ngoài cái nôm thử ba. Đi vòng vòng mấy miếng đất này cả nhà bắt hoài không hết cá luôn á, thiệt luôn á. Mấy bữa mình đi câu mình cũng đi mấy đường này này chứ đâu. Chứ đâu đi đâu xa. Thế là luôn lúc mình hát rồi rồi. Đâu có đi săn bắt đâu xa, nếu mà có đâu xa là báo cáo cả nhà liền. Không 500 mét nữa rồi đó cả nhà, giờ mình không biết dòng ra miếng đất nào đây, cứ mỗi một lần đi vô là 500 mét, đi ra là 500 mét.
xin nguyện xa quá rồi. Bự rồi. Cá lóc. Giờ mình đi qua miếng đất kế bên. Kéo gì phải không? Kéo gì phải không nữa. Rồi cắt làm lại. Đổi thời gian, đổi cho chú Út kéo rồi. Giang nãy làm chị hai nó xuống tinh thần luôn. Cá lóc nó có cái cây. Cá nắng ba không thấy rồi đó. Ba đứng cách cái đất nó khoảng giữa đó mà. Cái này khoảng giữa mình qua. Rõ ràng cá lóc luôn à. Cái dây đất này cá không bự hay ba ha. Đất này sao cá nhỏ. Nhưng mà cái dây đất này con thích cái là cái bờ của nó dễ đi, con đi trên bờ được. Nè cả nhà, cái bờ nó nổi lên nè. Mình đi trên bờ được, đi trên bờ thì nó rõ hơn đi với sình. Quận thứ 5. Ra vô, ra vô. Mày chơi thẳng dây luôn đi. Anh
đi bờ đó hả? Anh đi bờ này nè. Hả? Anh đi bờ này nè. Anh đi về cho nó sát thôi. 2 kg cá bự rồi. Dính cá 48 kg rồi. Ở đâu khúc nào? Mất tiêu tim rồi, quá lâu rồi. Con nào nhớ không? Cá phi nhỏ. Cái đất này sâu hơn hả cả nhà? Anh Nguyễn nói hay á, anh Nguyễn nói qua đây là cá nhiều à. Cá bự đó. Hay quá cô ơi. Gian này nó thật là đáo để à.
phần đó. Hai con luôn cả nhà. Hai con. Phút này cái thằng đang lọ theo nó kìa. Quá xá bữa nay rồi, không biết nói gì luôn á. Giang. Hai bên đều có cá luôn. Có cá không ba? Ồ sao dính một cái vô phi vậy? Phải có quay phim nào khỏe khỏe đó cả nhà, chạy theo mới nổi. Cái thằng thì sẽ đứng chắc giờ đuối rồi đó, đứng góc xa zoom máy ra. Mà có điều cái điện thoại á zoom thì nó hình ảnh nó sẽ không đẹp lắm nha cả nhà, nhưng mà cả nhà biết là cá nhiều và cái cách bắt cá này hiệu quả. Chắc bữa nay con hơi bị nhức mắt quá, đi cái nó rung lên rung xuống. Bây giờ mọi người quay trở ra nha cả nhà, và đổi ca gian kéo cho Út bắt cái dây này, nó hơi rộng, kéo căng dây hơi luôn. Cái quận này ra nữa là 6, tổng cộng là 6 quận đó cả nhà, sáu quận là 3.000 mét á. Mình đi liên tục 6 miếng đất. Nãy khúc chẳng mắc liền con luôn. Ừ thì chị thấy mà. 6 7 con, 8 con luôn. Đâu cá bự bự đã tay gì đâu. Để tiên dương cái dụng cụ của ông Sáu mới được. Quá xá. Qua cái miếng đất này nó cá rô phi nhiều rồi, mà nếu mà cá bự thì mình cũng bắt luôn.
Tự nhiên cái miếng thứ sáu này toàn là cá phi rồi cả nhà. Chị Giang, chị mà nằm dây ườn vậy? Dây này còn là cá phi. Cá phi bự cũng bắt được Út. Ừ, bắt cá bự không đó. Cá bự đi bắt cá phi bự này về con có cái món mới nè. Nãy giờ mình bắt Út, nãy giờ mình bắt cá lóc đã tay rồi, giờ chuyển qua bắt cá phi đi. Nói như cá chuối con nào bắt con đó. Con nào chuối thì bắt. Con nào chuối bắt con đó cả nhà. Mà nói chung là bữa nay mình trúng cá lóc hơn. Nãy giờ 5 dây kia toàn cá lóc không à. Kết thúc nha ba. 6 miếng rồi con đứng không vững luôn. 3.000 mét rồi đó cả nhà. Còn nữa rồi. Này được
có mấy cái ru phi khủng nữa nè. Trời ơi nhiều quá, hồi này về nhà coi đi cả nhà ơi, chứ ấy ra cá nó nhảy. Về nhà đổ vào được đi, cái lóc phóng ra. Cái nắp này đâu có. Bây giờ mình đi. Trời sao đứng không vững luôn á. Mỏi giờ chứ sao? Rồi đi đi đi. Đúng cái này nó đúng đúng đất lúng mà. Rồi. Mọi người đi đường ruộng về đi nha, con đi lên đường bò con về ạ. À. Ừ. Rồi về đây mình vô lên đầu bờ nào, mình cúng vậy về nhà mới coi cá nè cả nhà. Thì nãy em có mang vớ đó chứ không mang vớ cho tiêu luôn hay gì. Rồi nãy giờ kéo thêm mấy dây nữa. Em vậy đi về trước mà mọi người còn kéo mình đi vô mình tổng hợp cá luôn cả nhà. Ê cầm lên phụ ba kìa, khiên cá lên phụ chốt, chốt còn quay chở chợ chợ chổng thấy cây cuốc à. Cái gì vậy? Nhiều. Đẩy thêm dây nhiều không ba? Đẩy thêm dây bên đây dính ba. Hả? Đẩy thêm cái dây sau này không có con cá nhiều không? Mười mấy con cá lóc. Trời đất ơi, cái dây cuối con đi bển xuôi cháu phi. Cái dây bên kia nó là trúng cá phi, còn dây cái dây sau bên này cá lóc. Đi vô coi cá. Vậy mà có xỉu rồi kìa. Sao khỏi được, bị mình nắm cái trình cái này là cái đợt đầu mẹ đem về nè. Cái nước xuống đi. Cái dầu nước đâu? Cũng có cà phê nè, cái miếng thứ sáu đó. Miếng này quá trời cà phê. Trời cá. Rồi bắt cá lóc bỏ vào sao? Cá bự bự không cả nhà. Tiên Dương dụng cụ của ba kìa. Quá dữ. Bên này sáu à. Điếm điếm. Điếm sáu rồi, sáu rồi, sáu rồi. 8 10 11 12 3 là 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60 61. Ai bắt được cái gỗ hay ghê vậy? Có ai biết con này là con gì không? Trời, cái ngư không? Bạn hai em luôn. Chuốt gian bơi lụm được cái đó. Đập nhiêu cá là lóc? Cái chú 61. 61 con. 61 cá lóc. Cá phi khỏi tính đi cả nhà. Rồi bây giờ là mình sẽ kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào clip ẩm thực trên kênh ông Sáu Tân Công Xính. Chắc mấy clip ẩm thực cá nữa anh nguyện ơi. Rồi, qua giờ nghỉ ngơi, chiều tối rồi cả nhà rộng cá. Cái cá nào xỉu thì lấy ra làm để mình ướp mình làm khô. Còn cá lóc thì mình rộng lại. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào clip ẩm thực. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà nhớ bấm đăng ký. Chia sẻ nha cả nhà. Để nhiều người đăng ký kênh Rung Lúa Đồng Tháp. Gán gượt gượt 100.000 người đăng ký cả nhà. Và đăng ký thêm cho kênh ông Sáu Tân Công Xính nữa nha cả nhà. Để ông Sáu làm thêm dụng cụ cho mình mới được. Làm cái thành công liền thấy không? Phải giữ 61 cá lóc trời. Cá sao ký à. Cá bự bự không hết không ạ? Bự bự. Mấy cá này suy nghĩ món. Mấy con trắng trắng này nó xỉu là mình khô là ngon cực kỳ. Con cá rô này đặc biệt nhất. Nổi trội nhất. Rô cá rô.